Thưa quý vị, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ một nhóm 24 đối tượng từ Hà Nội vào khu du lịch Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh xác định 23 trên 24 đối tượng dương tính với chất ma túy loại ketamin. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định có 5 đối tượng đứng ra cầm đầu tổ chức bữa tiệc ma túy nói trên, bao gồm Lê Duy Dũng, sinh năm 1991, Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1998, Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1988, Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1991, đều ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.